Theo kết quả cập nhật Bộ Chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn năm 2023 của tỉnh Long An, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch ngày càng tăng, dược chỉ tiêu nghị quyết. Kết quả cập nhật được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh, bao gồm tất cả các hộ dân tại 188 xã phường thị trấn và tất cả các trạm cấp nước tập trung có quy mô cung cấp nước từ 30 hộ trở lên, qua cập nhật cho thấy toàn tỉnh có trên 1.300 công trình cấp nước tập trung nông thôn, giảm 81 công trình so với năm 2020. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch năm 2023 đạt trên 75%, tăng 15% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn địa phương 1 từ công trình cấp nước tập trung đạt trên 65%. Tuy nhiên hiện nay phần lớn các công trình cấp nước tập trung nông thôn đạt quy chuẩn địa phương có quy mô nhỏ dưới 150 hộ trên một công trình và khó duy trì trong thời gian tới, trong khi nhiều công trình cấp nước nông thôn do quỹ ban nhân dân xã cộng đồng tư nhân quản lý, hoạt động chưa hiệu quả, thiếu quan tâm đến chất lượng nước. Vì vậy thời gian tới vấn đề nước sạch tiếp tục cần sự quan tâm và nguồn lực đầu tư của tỉnh. うん。<music>